Chứ không là rồi xong cái tập bài khí chân luôn này, khí chân đúng rồi đó, muốn lại cái khí chân với tay coi còn nhớ không, bữa đó có tập cái bài chân hả, có không chân vừa nãy chỉ có ba cái chân đó thì báo chân đi lại có trúng không. Bữa đó có nhắm mắt tập đi không, không nó phải, phải từ từ phải tập nhắm mắt, mắt nhắm mắt hờ xong nhắm mắt kín luôn. Rồi loại hai, xong rồi loại ba. Rồi bây giờ cái bài số 2 tôi chỉ, bài số 2 là có 10 tập, cái phần 1 xong rồi tập bài số 2 luôn nha, trong một tuần nữa coi cái trạng thái sức sức khỏe nó tăng. Phải hễ mà mỗi một tuần tới là thêm hai bài, tuần sau là tới một thêm bài nữa, cứ một tuần tới thêm bài, mà mỗi mà hễ bắt đầu cái khi mình thấy cái trạng thái về tâm lý của mày nó ổn định dần là biết nó thành công là tập tới luôn, hết luôn. Bài số 2 đứng dậy, tay đưa lên, cứ từ từ tập thở đều hòa nào, xuống đây vấn đề vậy. Bây giờ để cái bàn chân này xếp ở giữa cái bàn chân, thấy không, thẳng góc vậy đó, thì cái tay này xòe ra, cái tay theo bàn chân này xòe đưa lên, để đây duỗi thẳng hai đầu, duỗi thẳng nè. Đó. Cũng phải chậm chậm khoảng 6 giây xong, không có kiểm cái tay, để rồi cái tay này còn nắm lại để sau đây cái tay cái cùi chỏ phải song song với vai, xong nắm cái cầm xoay ngược chiều với cái chân ngón ngón xong giơ tay để bắn cung bên đó, nhìn thẳng bên đó, xong thả tay xuống đổi bên giống vậy, làm tương tự vậy luôn, cứ chậm chậm làm không cần nhanh, 1 2 3 4 5 6 7 8, xong nắm cái vai, cái đầu vai phải song song như vậy, xong nắm cái cổ quay ngược chiều cái bàn chân, xong bắn xong đứng hai chân rộng ra, nhón như đứng thiệt lâu khoảng 12 giây, nhón chân lên xè 12 giây xong ngồi xuống, ngồi nhón chân luôn úp đứng lên 2 3 lần vậy, 2 lưng phải thẳng
ba lần là chấp đại vô thật là gọt xuống xỉa hết bài. Bài số 2 nó ngắn vậy thôi đó, thở điều hòa xong thu chân vô. Thở đều tới khi nào thở điều hòa xong kéo xuống vậy, xong cũng nhón chân lên đứng khoảng 6 giây trở lên, xong thả từ từ xuống đó. Rồi mình tự múa lại cái bài số 2 rồi. Không có đọc lại bài xuống vậy nhá. Không rồi xe mình rồi xe tay kéo lên xoay qua đó, sửa lại thẳng cái tay lên, tay kia úp xuống rồi úp xuống nãy mà không có coi hả, cái tay úp xuống chứ úp phía sau nè. Úp cái ngón tay thì nắm ở trong để phía sau cái đầu, cái cùi chỏ phải song song với vai, xoay cái vai thẳng lại méo vai rồi nó xoay kéo cổ. Ờ đúng, bắn cung cái tay phải thẳng, tay như vậy chỉ cung mới nằm ngang, thả xuống đổ bên, tay thả xuống để lại như cũ rồi đổ bên. Rồi làm sai nữa cái tay xòe ra xoay lên, ừ tay kia để phía sau úp xuống đó, từ từ 15 mảnh nè, nhẹ nhẹ xuống đó mày gồng rồi đừng có giờ gồng nè, như con nít vậy đó, cái gì đâu nè, con nít nó làm vậy. Bởi vì mình người lớn hay gồng á, mày tưởng như con nít nó làm thôi, để vậy xong cái xô đó không xô về trước là chỉ duỗi ra hai đầu rồi tay để vậy thấy mềm lắm, có gồng nè, tay nó mềm eo à, có gồng nhé, cái bắn cũng vậy, nó mềm eo à, nó gồng rồi bắn thành nó đau, bắn cũng mềm eo nè, thấy không, mềm eo. Rồi sao tiếp, thả tay xuống, tức là khi nó đang bắn xong cái đồ bếp thả nè, dương hai tay ra duỗi hai đầu nhón cao lên đó, đứng mà hồi lâu rồi xuống úp rồi đứng lên ở ngửa kéo lên lưng xuống ngồi xuống úp đứng lên ngửa ba lần xong chắp tay vô vẫn úp đó vẫn đó. Đứng lên nhỏ luống luống vậy rồi một khủng khoảng thời gian khoảng 6 giây mới thả chân xuống rồi xỉa hết bài vậy thôi, xỉa lên xuyên càng xa phía sau càng tốt, chỉ sát xuống đụng đất luôn á, ráng đụng đất đó, còn ngửa lên là cái tay không được mở ra nha, phải dính nha nè, hai bàn tay chỗ này không có được mở ra đó, ngửa lên đó, đứng là thở đều hòa, cứ tập đều đừng có suy nghĩ á, rồi thả ra phía trước rồi để xuống dưới đó, không khi ngửa ra thì bung ra, lúc nào kết thúc nó cũng nhỏ nhón lên rồi thả xuống đó, làm lần nữa cho nó thuộc đi, nó thuộc về nó quên, nó thằng kia mới nhắm thì nó chưa trả lời đâu. Chắc 4 giờ cũng nào.
Cái não nó vậy, cái não nó vậy, cái kệ tự nhiên đi, cũng ngồi mò lại từ đầu, ngồi nhớ từ từ bước một, bắt đầu á, nó cũng có những cái não bộ nó bị sắp xếp là khá, từ từ nó sẽ quen để làm lại rồi. Cái tay mình nó xòe kéo lên xoay ngược, tay kia là xoay phía sau, cứ nhẹ nhẹ đẩy ra, đầu đẩy ra tức là chỉ duỗi ra chứ không phải gồng đẩy được cái ai ra đó, rồi bắt đầu xếp tay, rồi quay kéo cái cầm ngược chiều ở đó đó, rồi bắn cung theo hướng đó, bắn cung hướng ngược lại, ngược cái bằng đó đó, nó ngược không được tại vì không có cung thật, về kiếm cái cung thật bắn đi rồi đó, cứ kéo lại thôi, xếp tức là xếp cái tay thật giống như cái thằng đang bắn cung chứ không phải là gồng, xếp cái hình thù cơ thể xong rồi thả đổi bên, thả tay xuống vô, nắm vậy đổi bên làm giống bên kia, rồi cái tay bóc lên, sắp 4 giờ là dậy người khác là đó, rồi kéo cầm chiều ngược lại, cứ từ từ bắt cái não rồi làm theo luật lệnh của mình, rồi bắn cung, cứ để cho cái não nó ổn định, cái này nên huấn luyện cái não luôn. Rồi xong duỗi hai tay hai bên, dạng chân ra rồi ngồi xuống một lần, đứng lên hai lần, ba lần, rồi chấp tay vô ba lần, rồi chấp tay vô trong, thả chân xuống rồi xỉa hết bài, xỉa vậy đó, là hôm nay như đó về trộn với bài cũ tập, ráng tập 1 tuần như vậy, bài 1 2 cũng 3 bước chân, cứ tập về một ngày phải trên 30 phút tới 40 phút, cứ tập đúng 1 tuần nữa rồi coi cái